xử lý đảng viên xây dựng trái phép trước để làm gương cho làng nước. Thưa quý vị, Bình Định vừa có một chủ trương rất hay khi xử lý các cán bộ, đảng viên xây dựng trái phép trước để làm gương cho làng nước, người dân chấp hành theo. Lấn chiếm xây dựng công trình trái phép trên đất rừng, đất nông nghiệp là chuyện đã và đang rất nóng của nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, ở Bình Định, tình hình còn nóng và nhức nhối hơn, không chỉ ở số lượng vi phạm, hơn 14.000 vụ chưa xử lý xong, mà còn bởi trong số các công trình vi phạm có không ít trường hợp liên quan đến cán bộ, đảng viên, gia đình đảng viên. Đặc biệt, tại thành phố Quy Nhơn, theo thông tin trên báo Lao Động, thì chỉ tính riêng năm 2022 và 2023, thành phố này xảy ra hơn 1.100 trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng. Trong đó nổi bật là các trường hợp nhà quan mọc trên núi đã được báo Lao Động và các cơ quan báo chí phản ánh khiến dư luận dậy sóng. Tuy vậy, để xử lý tình trạng lấn chiếm này, xây dựng trái phép, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã nghĩ ra những cách làm rất hay, không giống lắm với lệ thường thấy. Đầu tiên là giao chỉ tiêu hàng năm để các địa phương phải từng bước xử lý các trường hợp vi phạm, địa phương nào để phát sinh vụ việc mới sẽ bị xử lý rất nặng. Tiếp đến là tinh thần xử lý không bao che, không dung túng cho bất cứ trường hợp nào. Nói như ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, là đã vi phạm thì kiểu gì cũng bị xử lý. Kế hoạch dự kiến khoảng 2-3 năm là xử lý xong. Cuối cùng là trong nguyên tắc xử lý vi phạm, Bình Định sẽ ưu tiên xử lý trước những cán bộ, đảng viên vi phạm trước để làm gương, sau đó mới đến xử lý người dân. Và theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, quá trình xử lý trước các vi phạm là cán bộ, đảng viên này sẽ được theo dõi hàng quý để kiểm tra kiểm soát. Lâu nay, mình hay có câu cửa miệng là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Nôm na, đã làm cán bộ, đảng viên thì trước hết phải là tấm gương mẫu mực từ lời nói, hành động, việc làm để nhân dân noi theo. Tuy nhiên, đó là sự noi theo những điều tốt, còn trong trường hợp là cán bộ, đảng viên nhưng là tấm gương xấu, ví như ngang nhiên xây nhà trái phép trên núi như ở Quy Nhơn thì xứng đáng bị xử lý nghiêm khắc, ưu tiên làm trước để làng nước thấy đó mà dùng mình mà nhìn lại. Lộ trình cách xử lý cũng như cam kết rất quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Định liên quan đến hơn 14.000 vụ lấn chiếm, xây dựng trái phép là một ca điển hình, thành bại thế nào cũng rất đáng để nhân dân giám sát, chờ đợi kết quả. Riêng nguyên tắc xử lý vi phạm kiểu cán bộ đảng viên xử trước để nêu gương, rồi láng nước xử sau là cách làm hay, xứng đáng được nhân rộng ra nhiều địa phương khác cùng chung cảnh ngộ. Bán thuốc trực tuyến, quan trọng là quản lý. Quý vị thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tăng, việc cho phép bán thuốc không kê đơn trực tuyến là một trong những điểm được chú ý trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung cho một số điều của luật dược. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tăng, việc cho phép bán thuốc không kê đơn trực tuyến là một trong những điểm được chú ý trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược. Chính sách này được cơ quan soạn thảo dự luật hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích, nhưng thực tế đặt ra không ít thách thức. Việc mua thuốc trực tuyến giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các loại thuốc không kê đơn mà không cần đến nhà thuốc. Điều này hữu ích cho những người sống ở vùng nông thôn hoặc khu vực xa xôi. Với sự hỗ trợ của công nghệ, các cơ quan quản lý có thể theo dõi, giám sát việc bán thuốc trực tuyến một cách hiệu quả. Hệ thống quản lý dữ liệu điện tử giúp ghi nhận và theo dõi thông tin về nguồn gốc, chất lượng và tình trạng lưu hành của các loại thuốc, từ đó giảm thiểu nguy cơ thuốc giả và thuốc kém chất lượng. Chính sách này cũng mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các nhà thuốc, có thể tiếp cận một lượng khách hàng lớn hơn và mở rộng thị trường. Điều này có thể thúc đẩy sự cạnh tranh và phát triển của ngành dược, đồng thời tạo ra nhiều dịch vụ tiện ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, những thách thức phải đối mặt không hề nhỏ. Thách thức lớn nhất là nguy cơ lạm dụng thuốc. Khi mua thuốc dễ dàng hơn, người dân có thể tự điều trị mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ, dẫn đến việc sử dụng sai mục đích hoặc quá liều, gây hại cho sức khỏe. Mặc dù có thể quản lý qua hệ thống điện tử, nhưng vẫn có nguy cơ nhà cung cấp không tuân thủ quy định, dẫn đến việc phân phối thuốc không đảm bảo chất lượng. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thuốc giả hoặc thuốc kém chất lượng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng. Việc mua bán thuốc trực tuyến đòi hỏi người tiêu dùng phải cung cấp thông tin cá nhân. Nếu các sàn giao dịch không đảm bảo bảo mật, thông tin này có thể bị lạm dụng. Với những cơ hội và thách thức như trên, việc học tập kinh nghiệm của nước ngoài để thiết kế chính sách cho phù hợp rất quan trọng. Các nước tiên tiến như Mỹ và Anh có các quy định nghiêm ngặt về bán thuốc trực tuyến. Các nhà thuốc phải được cấp phép và tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng FDA Mỹ, GPHC Anh đều có hệ thống giám sát và kiểm tra định kỳ để đảm bảo sự tuân thủ. Các nước như Úc và Canada yêu cầu các nhà thuốc trực tuyến phải cung cấp các chứng chỉ về chất lượng và nguồn gốc thuốc từ các cơ quan có thẩm quyền.
họ cũng áp dụng cơ chế hậu kiểm để kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng bán thuốc trên mạng. Thế nhưng, có nhiều chính sách thực thi ở nước ngoài thì rất trơn tru nhưng gặp phải trở ngại khi áp dụng tại Việt Nam. Từ kinh nghiệm quốc tế, chính sách cho phép bán thuốc không kê đơn trực tuyến của Việt Nam cần được thiết kế hết sức cụ thể. Trước hết, các nhà thuốc trực tuyến phải được Bộ Y tế cấp phép và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng, cần có cơ chế kiểm tra định kỳ và đột xuất để đảm bảo sự tuân thủ. Việc xây dựng một hệ thống quản lý và giám sát điện tử cho phép theo dõi bán thuốc trực tuyến là điều quan trọng. Hệ thống này sẽ ghi nhận và theo dõi thông tin về nguồn gốc, chính sách và tình trạng lưu hành của các loại thuốc. Các nhà thuốc trực tuyến phải cung cấp các chứng chỉ về chất lượng và nguồn gốc thuốc từ các cơ quan có thẩm quyền, áp dụng cơ chế hậu kiểm để kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng bán thuốc trên mạng. Các sàn giao dịch điện tử phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng và đặc biệt phải có chương trình tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về nguy cơ và cách sử dụng an toàn khi mua thuốc trực tuyến. Thực ra, chuyển đổi số là một xu thế không thể đảo ngược của thời đại. Sau khi năng lực quản lý việc bán thuốc không kê đơn trực tuyến đã được nâng cao, chúng ta mới cho phép bán cả thuốc kê đơn trực tuyến. Việc cho phép bán thuốc không kê đơn trực tuyến có thể mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và ngành dược, nhưng điều quan trọng là cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn và chất lượng. Nếu năng lực quản lý đó chưa đủ hoặc bị buông lỏng thì trực tuyến hay trực tiếp cũng như nhau, đó sẽ là mảnh đất màu mỡ cho tiêu cực và đặc biệt là ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Metro số 1 sẽ vận hành trong năm 2024, hy vọng đây là lời cam kết cuối cùng. Thưa quý vị, ông Hoàng Mai Tùng, giám đốc ban quản lý dự án số 1, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn đang nỗ lực tối đa để đưa Metro số 1 vào vận hành thương mại trong quý 4 năm 2024. Người dân thành phố Hồ Chí Minh thực sự vui mừng trước thông tin này. Lời nói quả quyết của ông Hoàng Mai Tùng cho thấy không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện coi như đã xong. Sau khi đạt được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, cấp chứng nhận an toàn hệ thống và nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước thì dự án Metro số 1 mới đủ điều kiện đưa vào vận hành thương mại. Đây là những việc bắt buộc phải hoàn thành, đảm bảo an toàn tối đa khi khai thác đoàn tàu. Chỉ còn nửa năm cho những công việc này và nhiều công việc khác, dám đưa ra cam kết là thể hiện sự tự tin của chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Một khâu rất quan trọng khác là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho dự án, từ lái tàu, kỹ thuật, bảo trì, bán vé để đảm bảo vận hành an toàn và thông suốt. Một năm trước, nhân sự cho dự án Metro số 1 là vấn đề rất lớn, thiếu hơn 300 người, nhưng đến nay giải quyết được và đó là một sự nỗ lực rất lớn của ban quản lý. Cứ tự tin để đón chuyến tàu đầu tiên lăn bánh vào cuối năm 2024, người dân đi lại trên trục đường Bến Thành – Suối Tiên có được một lựa chọn mới và đó là Metro số 1. Người dân rời được xe máy, ô tô, đi metro trời nắng mưa, an toàn và nhanh chóng. Trục xa lộ Hà Nội vào Điện Biên Phủ, quận 1 sẽ bớt ùn tắc giao thông và các điểm đen kẹt được giải tỏa. Nhưng còn một yếu tố quan trọng để thu hút người dân hạn chế phương tiện cá nhân bước lên metro, đó là sự thuận lợi. Về yếu tố này, cần rút kinh nghiệm từ tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội. Khi đoàn tàu vận hành, nhiều người có nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng hiện đại, nhưng do thiếu các phương tiện giao thông kết nối để đi đến các điểm khác nên chưa ưu tiên lựa chọn. Các chuyên gia giao thông phân tích, nếu xây dựng được hệ thống xe bus, minibus kết nối từ các trạm của tuyến đường sắt trên cao đi vào các khu vực lân cận thì sẽ thuận lợi cho hành khách. Còn một phương tiện nữa là xe đạp. Ở các trạm của Metro số 1 nên đặt bến xe đạp để hành khách sử dụng. Cách làm này không chỉ là hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện mà là xây dựng thói quen sử dụng xe đạp thay cho xe máy trong cộng đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.